Ok, let's go. Tối hôm nay thì bọn mình sẽ đi camping cách đây tầm 35 phút đi xe. Chỗ này là chỗ camping. Đây là lý do vì sao bọn mình tắm trước ở nhà. Đây là chỗ tắm và chỉ được maximum là 2 người. Còn đằng kia là nhà vệ sinh nam và nữ. Nam một người và nữ một người kiểu maximum ấy, bởi vì bây giờ đang là mùa dịch. Thế nên là ở đâu người ta cũng để maximum là bao nhiêu người được vào ấy. Rất là may là bọn mình đã tắm rửa sạch sẽ rồi. Đấy, mấy cái lều mà người ta dựng đây xong rồi ở đây. Nhiều người ở đây kiểu một tuần ý. Mà mình chỉ ở một đêm thôi. Rất là hấp dẫn. Như ở nhà luôn ý. Đấy, chỗ camping ở đây rất là hấp dẫn. Đấy, mọi người ở đây nướng thịt. Nhiều xe đến đây để camping. Là chỗ chơi của trẻ con nữa. Đấy. Sao gì? Ú. Bọn mình tí nữa sẽ ngủ như kiểu này này. Bọn mình không có ô tô hay là mấy kiểu như này đâu. Ôi giời ơi, rất là hấp dẫn luôn. À, là ba. Ê.
C'est notre maison. Oh, elles sont cool, elles sont cool. C'est là-bas que t'as dormi. C'est grand, là. Le nôtre est encore plus grand, le nôtre. Oui. C'est bon. Décrocher cela. C'est cool. Ouais, ici, vous pouvez regarder. Merci. Non, c'est bon, papier, c'est bon. C'est bon, t'as déjà mangé ou pas? Oui. Mmh. Mmh. Le marché là, il est un peu. C'est bon, ah, la congé demain. Non. Putain de merde, c'est quoi le Google Bat? Viens. 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 T'as plus l'autre, j'ai pris. C'est bon, j'ai prié. Viens. C'est quoi? J'ai prié qu'il y a la troisième vague. Ah, viens manger des fruits là. Bah, tu gardes comme ça avec les doigts. Et pour moi aussi. Trop fort, on va se faire le patron va venir, va nous dire de faire sortir. Hein. Ah, t'es où le plastique là? Waouh! C'est bon? Merci. Ouais, ici. C'est qui? Regarde, Julien, oui, regarde. C'est bon? Moi, c'est bon, j'ai un. C'est un jeune comme moi. Mình phải bơm cái này lên. Cái này là như kiểu cái nệm mình làm ở nhà ấy, nhưng mà là bằng hơi. Cô gà. Đấy, nó đang dần căng lên. Đây, tôi bơm xong một giường, còn một giường này nữa. Một cái như này thì đủ cho hai người ngủ. Ở đây khá là lạnh, thế mình phải mặc quần vào. Chả áo dài tay nữa. Ở đây cả cái vòng này mình đi đâu ấy. Ở đây rất là tối mà không hề có đèn thế này. Cái vòng này đi đâu thì để mọi người tìm được. Mình đang quay bằng flash thì nó rất là sáng. Xì bông. Đây, mình có mang theo cái gối. Gối này là đủ cho hai người nằm ấy. Cái này là cái chăn. Ở nhà không ngủ và đi ra đây ngủ lang thang. Rất là vui. Ra ngoài đi chơi. Hiện tại rất là tối, không thấy gì hết. Tôi phê quá. Thì bọn mình đang đi tìm toilet. Không biết nó nằm ở chỗ nào. Thì không biết đường quay về chỗ ngủ ấy. Ở xung quanh đây thì rất là nhiều người ở. Thế nên là bọn mình phải nói thật là nhỏ để cho mọi người ngủ, không được ồn ào. Rất là tối. Mặc dù mình đã bật flash rồi nhưng mà không thấy cái gì cả. Buổi đêm mà tàu vẫn đang chạy.
Oui. Ouh, vào nhà rồi. Bye bye, bye bye. Đấy, cuối cùng bọn mình đã tìm được ra toilet rồi. In person meet maximum. Em vào trước đi. Hiện tại đang là mùa dịch ý, thì cả một cái toilet này chỉ được một người vào một lần thôi. Bên ngoài người ta vẫn còn đang xịt tay chống corona. Ừ, mình quên mang bot đánh răng qua đây để đánh răng mất rồi. Mình có mang bot đánh răng nhưng mà quên. Hey, the cozy. Đi ngủ. Anh gọi Yan không? Ngủ nè. Thôi à. Ngủ nè em. Rồi em. Nói cho nhạo em đi. Nghe ngủ em đi. Đấy, hiện tại là đang 7 rưỡi sáng. Mình đi đánh nhé. Nó đi đánh chung. Dạ rồi. Là on est le matin, nous sommes actuellement à Prières, tout près de Fribourg. Et ici le matin, il fait très frais. C'est limite l'hiver.